Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị và bạn quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Clip này lên sóng chiêm ly Luckman L550A. Đây là một thế hệ âm ly thế hệ mới của hãng Luckman, chạy mạch Class A. Em này thì hiện tại bên em đang có hàng đẹp xuất sắc, kèm thêm điều khiển và dây nguồn zin chính hãng. Em này thì chạy Class A, chất âm rất là ngọt ngào và chi tiết. Và mấy hôm nay thì em cũng đã test để chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Và hôm nay em sẽ lên sóng giới thiệu với quý vị và bạn. Em này thì thuộc thế hệ mới, có đồng hồ vu, bên tay trái là selector, bên tay phải là volume, có đầy đủ điều khiển dây nguồn, đầy đủ chỉnh âm sắc, bass, chép, ba lăng và loudness, chạy được hai cặp loa A, B hoặc là đánh cùng lúc đồng thời hai cặp hoặc đánh từng cặp một. Đó, em này thì có thể phối ghép được với rất nhiều dòng loa. Như hiện tại thì em đang ghép với lại những dòng loa của Fire Audio, dòng loa của Tannoy, dòng loa của JBL, của BMW thì đều cho chất âm rất là tuyệt vời. Đặc trưng của những dòng âm ly Luckman vốn dĩ là những cái chất âm ngọt ngào chi tiết, thì nay những chiêm ly Luckman Class A lại còn êm ái ngọt ngào hơn một lần nữa. Và em này thì đang có mức giá giao lưu với mọi người là 45 triệu đồng, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc như thế này. Chúng ta có thể nhìn thấy đây. Bên em thì những cái hàng nào tuyển chọn, những hàng nào đẹp thì luôn báo với anh em chuẩn tình trạng để anh em khỏi phải mất công. Đó, anh em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em, sẽ có những cái mức giá tốt hơn để giao lưu cùng với mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau test âm thanh của chiêm ly này nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nguồn lá đành chua.